Tiếp tục chương trình công tác tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi gặp gỡ và trao quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Gặp gỡ trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác chăm lo, động viên về vật chất, tinh thần cho công nhân lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao. Chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương thực hiện nghiêm túc, khẩn trương nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân để ai ai cũng có Tết. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá rất cao các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và có nhiều cách làm ý nghĩa thiết thực tạo sự lan tỏa. Dịp này có 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ, mỗi suất quà Tết là 1,3 triệu đồng. Đối với bọn em thì cái suất quà 1 triệu 3 này rất chi là có ý nghĩa. Thì mặc dù là nó không phải là nó trang trải hết một cái Tết, nhưng cũng là trang trải được một phần nào đó. Thì nói chung là công nhân bọn em rất chi là cảm ơn. Em nhận suất quà đi 1 triệu 3, em mừng dễ sợ luôn á. Em cũng đang khó khăn. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động thành phố dành hơn 5,6 tỷ đồng để tặng quà Tết cho cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng. Đối với các đoàn viên, người lao động khó khăn, không có điều kiện về quê phải ở lại Đà Nẵng đón Tết tại các tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ và khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức đến thăm tặng quà với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã hỗ trợ 4 tỷ đồng cho 8.000 đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, ngưng việc trong những tháng cuối năm, mỗi suất 500.000 đồng. Tổng kinh phí chăm lo Tết Quý Mão cho đoàn viên, người lao động của công đoàn thành phố là hơn 15 tỷ đồng.